Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với 10 lực Phật hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 Pháp Phật bất cộng, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với 10 lực Phật hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với 4 điều không sợ, cho đến 18 Pháp Phật bất cộng, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với 10 lực Phật hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với 4 điều không sợ cho đến 18 Pháp Phật bất cộng, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với 10 lực Phật hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với 4 điều không sợ cho đến 18 Pháp Phật bất cộng, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với 10 lực Phật hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, đối với 4 điều không sợ cho đến 18 Pháp Phật bất cộng, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Thì Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với pháp không quên mất hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với tánh luôn luôn xả hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với pháp không quên mất hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với tánh luôn luôn xả hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với pháp không quên mất hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với tánh luôn luôn xả hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với pháp không quên mất hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với tánh luôn luôn xả hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với pháp không quên mất hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, đối với tánh luôn luôn xả hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với trí nhất thiết hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với trí nhất thiết hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với trí nhất thiết hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với trí nhất thiết hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với trí nhất thiết hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với tất cả pháp môn Đà La Ni hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với tất cả pháp môn Đà La Ni hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với tất cả pháp môn Đà La Ni hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng,
đối với tất cả pháp môn Đà La Ni, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với tất cả pháp môn Tam Ma Niệm, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với tất cả pháp môn Đà La Ni, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tường sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với dự lưu, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với dự lưu, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với dự lưu hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với dự lưu hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với dự lưu hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, đối với Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với dự lưu hướng dự lưu quả, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A-La-Hán hướng A-La-Hán quả, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với dự lưu hướng dự lưu quả, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với dự lưu hướng dự lưu quả, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với dự lưu hướng dự lưu quả, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với dự lưu hướng dự lưu quả, chẳng làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, đối với Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tường sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với độc giác hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với quả vị độc giác hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với độc giác hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với quả vị độc giác hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với độc giác hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với quả vị độc giác hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với độc giác hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với quả vị độc giác hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với độc giác hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, đối với quả vị độc giác hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với chư Đại Bồ Tát hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với hạnh Đại Bồ Tát hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ,
Đối với chư đại Bồ Tát hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với hạnh đại Bồ Tát hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với chư đại Bồ Tát hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với hạnh đại Bồ Tát hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với chư đại Bồ Tát hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với hạnh đại Bồ Tát hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với chư đại Bồ Tát hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Đối với hạnh đại Bồ Tát hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Thì bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Thì bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với tất cả các pháp, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với tất cả pháp, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với tất cả pháp, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với tất cả pháp, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với tất cả các pháp, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Thì bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì hữu tình vô sanh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì hữu tình vô diệt nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì hữu tình vô tự tánh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì hữu tình vô sở hữu nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Vì hữu tình là không nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì hữu tình vô tướng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì hữu tình vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì hữu tình viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì hữu tình tịch tịnh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì hữu tình bất khả đắc nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì hữu tình bất khả tiêu nghỉ nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tiêu nghỉ. Vì hữu tình vô tri giác nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của hữu tình chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của đại Bồ Tát là đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, bạch Thế Tôn, vì sắc vô sanh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Thọ tưởng hành thức vô sanh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì sắc vô diệt nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Thọ tưởng hành thức vô diệt nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì sắc vô tự tánh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Thọ tưởng hành thức vô tự tánh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì sắc vô sở hữu nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu.
Họ tưởng hành thức vô sở hữu nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Vì sắc là không nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng là không. Họ tưởng hành thức là không nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng là không. Vì sắc vô tướng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Thọ tưởng hành thức vô tướng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì sắc vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Thọ tưởng hành thức vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì sắc viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Thọ tưởng hành thức viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì sắc tịch tịnh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Thọ tưởng hành thức tịch tịnh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì sắc bất khả đắc nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Thọ tưởng hành thức bất khả đắc nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì sắc bất khả tư nghì nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghì. Thọ tưởng hành thức bất khả tư nghì nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghì. Vì sắc vô tri giác nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Thọ tưởng hành thức vô tri giác nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của sắc chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của thọ tưởng hành thức chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì nhãn xứ vô sanh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Nhĩ tỷ thể thân ý xứ vô sanh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì nhãn xứ vô diệt nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô diệt nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì nhãn xứ vô tự tánh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tự tánh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì nhãn xứ vô sở hữu nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sở hữu nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Vì nhãn xứ là không nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Nhĩ tỷ thể thân ý xứ là không nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì nhãn xứ vô tướng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Nhĩ tỷ thể thân ý xứ vô tướng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì nhãn xứ vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Nhĩ tỷ thể thân ý xứ vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì nhãn xứ viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì nhãn xứ tịch tịnh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịch tịnh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì nhãn xứ bất khả đắc nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ bất khả đắc nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì nhãn xứ bất khả tư nghì nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghì. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ bất khả tư nghì nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghì. Vì nhãn xứ vô tri giác nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tri giác nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của nhãn xứ chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của nhĩ tỷ thể thân ý xứ chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì sắc xứ vô sanh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Thanh hương vị xúc pháp xứ vô sanh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì sắc xứ vô diệt nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Thanh hương vị xúc pháp xứ vô diệt nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì sắc xứ vô tự tánh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Thanh hương vị xúc pháp xứ vô tự tánh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì sắc xứ vô sở hữu nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Thanh hương vị xúc pháp xứ vô sở hữu nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu.
vì sắc xứ là không nên biết bát nhã ba la mật đa cũng không. Thanh hương vị xúc pháp xứ là không nên biết bát nhã ba la mật đa cũng không. Vì sắc xứ vô tướng nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tướng. Thanh hương vị xúc pháp xứ vô tướng nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tướng. Vì sắc xứ vô nguyện nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô nguyện. Thanh hương vị xúc pháp xứ vô nguyện nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô nguyện. Vì sắc xứ viễn ly nên biết bát nhã ba la mật đa cũng viễn ly. Thanh hương vị xúc pháp xứ viễn ly nên biết bát nhã ba la mật đa cũng viễn ly. Vì sắc xứ tịch tịnh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng tịch tịnh. Thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tịnh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng tịch tịnh. Vì sắc xứ bất khả đắc nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Thanh hương vị xúc pháp xứ bất khả đắc nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Vì sắc xứ bất khả tư nghì nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghì. Thanh hương vị xúc pháp xứ bất khả tư nghì nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghì. Vì sắc xứ vô tri giác nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác. Thanh hương vị xúc pháp xứ vô tri giác nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của sắc xứ chẳng thành tựu nên biết thế lực của bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thành tựu nên biết thế lực của bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, bát nhã ba la mật đa của đại Bồ Tát là đại ba la mật đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì nhãn giới vô sanh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô sanh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh. Vì nhãn giới vô diệt nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô diệt. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô diệt nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô diệt. Vì nhãn giới vô tự tánh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tự tánh. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô tự tánh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tự tánh. Vì nhãn giới vô sở hữu nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sở hữu. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sở hữu. Nhãn giới là không nên biết bát nhã ba la mật đa cũng không. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không nên biết bát nhã ba la mật đa cũng không. Vì nhãn giới vô tướng nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tướng. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô tướng nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tướng. Vì nhãn giới vô nguyện nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô nguyện. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô nguyện nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô nguyện. Vì nhãn giới viễn ly nên biết bát nhã ba la mật đa cũng viễn ly. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra viễn ly nên biết bát nhã ba la mật đa cũng viễn ly. Vì nhãn giới tịch tịnh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng tịch tịnh. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tịch tịnh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng tịch tịnh. Vì nhãn giới bất khả đắc nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Vì nhãn giới bất khả tư nghì nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghì. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra bất khả tư nghì nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghì. Vì nhãn giới vô tri giác nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô tri giác nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của nhãn giới chẳng thành tựu nên biết thế lực của bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thành tựu nên biết thế lực của bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, bát nhã ba la mật đa của đại Bồ Tát là đại ba la mật đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì nhĩ giới vô sanh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô sanh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh. Vì nhĩ giới vô diệt nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô diệt. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô diệt nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô diệt. Vì nhĩ giới vô tự tánh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tự tánh. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô tự tánh
nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vị nhĩ giới vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Nhĩ giới là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì nhĩ giới vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì nhĩ giới vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì nhĩ giới viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì nhĩ giới tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì nhĩ giới bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì nhĩ giới bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Vì nhĩ giới vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của nhĩ giới chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì tỷ giới vô sanh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì tỷ giới vô diệt nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì tỷ giới vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì tỷ giới vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Vì tỷ giới là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì tỷ giới vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì tỷ giới vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì tỷ giới viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì tỷ giới tịch tịnh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì tỷ giới bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì tỷ giới bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra bất khả tư nghỉ, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Vì tỷ giới vô tri giác nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của tỷ giới chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu.
Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì thiệt giới vô sanh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì thiệt giới vô diệt nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô diệt nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì thiệt giới vô tự tánh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô tự tánh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì thiệt giới vô sở hữu nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Thiệt giới là không nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì thiệt giới vô tướng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô tướng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì thiệt giới vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì thiệt giới viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì thiệt giới tịch tịnh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra tịch tịnh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì thiệt giới bất khả đắc nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì thiệt giới bất khả tư nghỉ nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra bất khả tư nghỉ nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ. Vị thiệt giới vô tri giác nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô tri giác nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của thiệt giới chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì thân giới vô sanh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì thân giới vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì thân giới vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì thân giới vô sở hữu nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Vì thân giới là không nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì thân giới vô tướng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô tướng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì thân giới vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì thân giới viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì thân giới tịch tịnh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra tịch tịnh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì thân giới bất khả đắc nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì thân giới bất khả tư nghỉ nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghỉ,
xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra bất khả tư nghỉ, nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghỉ. Vì thân giới vô tri giác nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô tri giác nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của thân giới chẳng thành tựu nên biết thế lực của bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng thành tựu nên biết thế lực của bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, bát nhã ba la mật đa của đại Bồ Tát là đại ba la mật đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì ý giới vô sanh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô sanh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh. Vì ý giới vô diệt nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô diệt. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô diệt nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô diệt. Vì ý giới vô tự tánh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tự tánh. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô tự tánh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tự tánh. Vì ý giới vô sở hữu nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sở hữu. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sở hữu. Vì ý giới là không nên biết bát nhã ba la mật đa cũng không. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không nên biết bát nhã ba la mật đa cũng không. Vì ý giới vô tướng nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tướng. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô tướng nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tướng. Vì ý giới vô nguyện nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô nguyện. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô nguyện nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô nguyện. Vì ý giới viễn ly nên biết bát nhã ba la mật đa cũng viễn ly. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra viễn ly nên biết bát nhã ba la mật đa cũng viễn ly. Vì ý giới tịch tịnh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng tịch tịnh. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra tịch tịnh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng tịch tịnh. Vì ý giới bất khả đắc nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Vì ý giới bất khả tư nghỉ nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghỉ. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra bất khả tư nghỉ nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghỉ. Vì ý giới vô tri giác nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô tri giác nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của ý giới chẳng thành tựu nên biết thế lực của bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thành tựu nên biết thế lực của bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, bát nhã ba la mật đa của đại Bồ Tát là đại ba la mật đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì địa giới vô sanh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh. Thủy hỏa phong không thức giới vô sanh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh. Vì địa giới vô diệt nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô diệt. Thủy hỏa phong không thức giới vô diệt nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô diệt. Vì địa giới vô tự tánh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tự tánh. Thủy hỏa phong không thức giới vô tự tánh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tự tánh. Vì địa giới vô sở hữu nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sở hữu. Thủy hỏa phong không thức giới vô sở hữu nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sở hữu. Vì địa giới là không nên biết bát nhã ba la mật đa cũng không. Thủy hỏa phong không thức giới là không nên biết bát nhã ba la mật đa cũng không. Vì địa giới vô tướng nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tướng. Thủy hỏa phong không thức giới vô tướng nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tướng. Vì địa giới vô nguyện nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô nguyện. Thủy hỏa phong không thức giới vô nguyện nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô nguyện. Vì địa giới viễn ly nên biết bát nhã ba la mật đa cũng viễn ly. Thủy hỏa phong không thức giới viễn ly nên biết bát nhã ba la mật đa cũng viễn ly. Vì địa giới tịch tịnh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng tịch tịnh. Thủy hỏa phong không thức giới tịch tịnh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng tịch tịnh.
Vì địa giới bất khả đắc nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Thủy hỏa phong không thức giới bất khả đắc nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì địa giới bất khả tư nghì nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghì. Thủy hỏa phong không thức giới bất khả tư nghì nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghì. Vì địa giới vô tri giác nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Thủy hỏa phong không thức giới vô tri giác nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của địa giới chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của thủy hỏa phong không thức giới chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì vô minh vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não, vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì vô minh vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì vô minh vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì vô minh vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Vô minh là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì vô minh vô tướng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não vô tướng nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì vô minh vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não vô nguyện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì vô minh viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não viễn ly nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì vô minh tịch tịnh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não tịch tịnh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì vô minh bất khả đắc nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não bất khả đắc nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì vô minh bất khả tư nghì nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghì. Hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não bất khả tư nghì nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghì. Vì vô minh vô tri giác nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não vô tri giác nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của vô minh chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não chẳng thành tựu nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Hết quyển thứ 179.